Xin chào các bạn, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái bài học kế tiếp, là một trong những cái mô hình mà nó hiệu quả nhất, giúp cho các bạn có thể kiếm được lợi nhuận một cách nhanh nhất trong thời gian mới tham gia thị trường Forex. Chúng ta cùng tìm hiểu cái mô hình kế tiếp như sau. Trong cái mô hình này gọi là mô hình Pearson. Cái mô hình Pearson này còn có tên gọi khác, nó là cái mô hình sắc nhọn. Thì trong cái mô hình này chúng ta thấy rằng là nó xuất hiện ở cuối một cái chu kỳ giảm giá, có nghĩa là trong một giai đoạn giảm giá thì nó sẽ hình thành vào một cái nến số 1, nến giảm số 1 và cái nến tăng số 2. Thì cái nến tăng số 2 này nó có cái giá đóng cửa nó nằm ở chỗ này, tức là nó cao hơn 50% thân nến số 1 phía trước đó. Thì như vậy nó sẽ đủ điều kiện để xác nhận một cái xu hướng đảo chiều, có nghĩa là kể từ thời điểm cái nến kế tiếp này thì thị trường sẽ bắt đầu có xu hướng sẽ tăng. Trước đó thì giảm thì bây giờ tăng, thì cái mô hình này là gọi là cái mô hình đảo chiều. Do đó cái việc mà chúng ta nhận dạng được cái mô hình một cách nhanh nhạy và chính xác, nó giúp cho chúng ta chọn điểm vào hợp lý và cái điểm chốt lời hợp lý. Thì trong những cái kiến thức của cái phần này thì các bạn cũng đã được học ở upline của chúng tôi rồi. Thì chúng ta cùng nhau xem video để thấy trên thực tế chúng ta sẽ ứng dụng như thế nào. Đó, chúng ta theo dõi là trong một xu hướng giảm. Rồi, chúng ta theo dõi kỹ tiếp. Ở phía trước này nó có giá, có cái giai đoạn là nó đi ngang như thế này, thì nằm trong những khung thời gian ở thị trường vào lúc những giờ điểm thượng khuya thì ít biến động, do đó nó đi ngang rất là nhiều. Rồi chúng ta theo dõi kỹ ha. Đây là cái nến trong một giai đoạn giảm giá thì nó có nến giảm số 1. Bây giờ chúng ta lưu ý nến số 2 như thế nào. Chúng ta thấy rằng nến số 2 nó đóng cửa trên 50% thân nến giảm số 1 phía trước đó. Thì cái việc còn lại là chúng ta chờ cái nến xác nhận này nè. Chờ nến xác nhận này. Rồi, cái nến xác nhận là cái nến số 3. Như vậy khi cái nến số 3 này nó là cái nến tăng thì chúng ta sẽ thực hiện giao dịch ở cái nến số 4. Như vậy là cái nến số 4 là cái nến vào lệnh, cái nến số 3 là cái nến xác nhận. Với cái việc xác nhận như thế này thì nó đủ kết hợp yếu tố là khẳng định xu hướng giảm đã chấm dứt. Thì bây giờ chúng ta thực hiện cái lệnh mua lên. Thì để có thể giao dịch hiệu quả hơn nữa thì chúng ta sẽ kết hợp thêm các cái đa khung thời gian. Thì cái này nó nằm trong cái phần chuyên sâu. Có điều kiện các bạn hãy tham gia các cái khóa học miễn phí của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận 3. Và một lần nữa thì cũng xin chia sẻ với các bạn, khi những cái giá trị của cái video này mang lại cho bạn, giúp cho các bạn có cái điều kiện kinh doanh hiệu quả hơn, tốt hơn, thì các bạn cũng đừng ngần ngại chia sẻ cái video này cho những người họ đang muốn trau dồi kiến thức hơn để giao dịch hiệu quả hơn.